Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021 tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ cúng dường trai tăng cho hơn 1.000 tăng ni sinh tại học viện. Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó viện trưởng Phật học Việt Nam, Thượng tọa Thích Chân Minh, Phó viện trưởng trưởng ban quản viện, Thượng tọa Thích Hạnh Bình, Phó viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, ni sư Thích Nữ Như Nguyệt, Phó viện trưởng kiêm trưởng ban nội viện ni, cùng chư tôn đức thường trực hội đồng điều hành học viện. Gia đình Phật tử phát tâm cúng dường, đảm thành kính cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường chứng minh cho trai lễ. Sau đó được sự chỉ dạy của chư tôn đức đại diện cho gia đình Phật tử Hùng Tú Anh, pháp danh Diệu An, thành kính dâng lời tác bạch cúng dường lên chư tôn đức chứng minh. Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Chân Minh đã tán thán công đức gia đình Phật tử Hùng Tú Anh, pháp danh Diệu An đã phát tâm cúng dường buổi lễ này, cũng như đã hỗ trợ cúng dường chư tôn đức tăng ni tại học viện trong nhiều năm qua. Tại đây, Thượng tọa cũng nêu lên ý nghĩa của việc cúng dường trai tăng cũng như hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật. Toàn thể chư tôn đức tăng ni đã hồi hướng cầu siêu hương linh cụ ông Lý Quốc Dinh, pháp danh Minh Lộc, sinh năm 1940, mất ngày 5 tháng 11 năm Canh Tý, hưởng thọ 81 tuổi, và hương linh cụ Lý Hỏa, hưởng thọ 80 tuổi, hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho quý đạo tràng Phật tử. Dịp này, gia đình Phật tử Hùng Tú Anh và đạo tràng Phật tử cũng đã thành kính dâng tứ sự cúng dường chư tôn đức chứng minh, hồi hướng công đức đến cửa huyền Thất Tổ được giảng sanh về thế giới an lành.